Ngày 25 tháng 3 giờ địa phương, trước hàng ngàn người ủng hộ nhiệt thành, ông Trump dành phần lớn bài phát biểu dài gần 2 giờ để công kích cuộc điều tra đang khiến ông gặp rủi ro pháp lý. Ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa cho kỳ bầu cử tổng thống năm tới đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden gian xếp các cuộc điều tra nhằm làm suy yếu nỗ lực vào Nhà Trắng của ông. Như thường lệ, ông Trump không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc, Ông đang bị các công tố viên ở Manhattan điều tra về vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử, bắt nguồn từ việc ông bị cáo buộc chi tiền mua sự im lặng của một diễn viên khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Bên cạnh các rủi ro pháp lý, ông Trump cũng đang phải nỗ lực giành lấy đề cử từ Đảng Cộng hòa trước đối thủ Ron DeSantis, hiện là thống đốc bang Florida. Cũng trong buổi vận động, ông Trump không lặp lại lời kêu gọi người ủng hộ xuống đường phản đối các cuộc điều tra nhắm vào ông, thay vào đó, ông nói về thế lực ma quỷ đang cố gắng phá hủy đất nước ông trump mô tả nước mỹ là một quốc gia thất bại với nền kinh tế đang rơi tự do mô tả này có phần trái ngược với số liệu về tỷ lệ thất nghiệp hiện đang thấp kỷ lục